Quý vị và các bạn thân mến, anh hùng lao động Nguyễn Thị Suốt được cả nước biết đến như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tên tuổi của mẹ Suốt gắn liền với những sự kiện lịch sử diễn ra trên sông Nhật Lệ. Bên biển sông ngày trước, mẹ Suốt chèo đò chở bộ đội qua sông, giờ đã trở thành địa chỉ tham quan tìm hiểu về lịch sử của du khách gần xa khi đến với Quảng Bình. Trong chuyên mục thông điệp của thời gian kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về di tích lịch sử quốc gia Bến đò Mẹ Suốt. Không chỉ tạo nên vẻ đẹp đầy thơ mộng cho thành phố Đồng Hới, trải qua suốt chiều dài rừng nước và giữ nước của dân tộc, dòng sông Nhật Lệ cũng đã góp phần tạo nên những câu chuyện lịch sử bi hùng. Ở thành phố Đồng Hới, có một địa danh mà mỗi khi nhắc đến là chúng ta lại nhớ về một người mẹ anh hùng, biểu tượng cho những người mẹ trên quê hương Quảng Bình hai giỏi. Đó là di tích lịch sử quốc gia Bến đò Mẹ Suốt. Hôm nay, ông Đoàn Thị, một cựu binh, một người con của mảnh đất Bảo Ninh và các bạn đoàn viên thanh niên sinh ra và lớn lên trên quê hương Mẹ Suốt, cùng tìm về bến đò xưa để hồi nhớ lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra trên mảnh đất quê mình, để tìm lại bóng dáng một người mẹ anh hùng trên sông quê. Mẹ Suốt, tên thật là Nguyễn Thị Suốt, sinh tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Mẹ sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo. Suốt thời thanh xuân, mẹ phải đi ở đờ. Sau cách mạng tháng 8, mẹ làm nghề chèo đò trên sông Nhật Lệ. Năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, giặc Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc. Mảnh đất Quảng Bình trở thành tuyến lửa, là trọng điểm đánh phá của máy bay và pháo hàng Mỹ. Lúc đó mẹ Suốt đã gần 60 tuổi nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở bộ đội, thương binh, lương thực, vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ Nhật Lệ. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Cuối năm 1968, trong một lần chèo đò đi sơ tán, trận bom oanh tạc của giặc Mỹ đã cướp đi sinh mạng người mẹ Việt Nam anh hùng này. Trong tâm thức của ông Đoàn Thị vẫn còn lưu lại những ký ức đẹp về một bà mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn bất chấp hiểm nguy, hiên ngang trước hàng loạt đạn bom của máy bay và tàu chiến Mỹ để chèo đò qua sông. Chính việc làm của mẹ, lòng quả cảm của mẹ đã lan tỏa và tạo nên động lực tinh thần để quân và dân Quảng Bình lập nên những chiến công vang dội trong công cuộc chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Đây là một bà mẹ anh hùng đại diện cho cái sự dũng cảm của con người Việt Nam. Khi bà Mẹ Suốt chở bộ đội sang sông thì tôi là cái lớp thanh niên 18 tuổi noi gương của bà Mẹ Suốt. Chúng tôi đã cùng với thanh niên của xã Bảo Ninh, của thị xã Đồng Hới góp cái phần cùng với bà phục vụ bộ đội, giúp cho bộ đội tăng thêm cái sức mạnh để chiến đấu. Và chính cũng từ bà Mẹ Suốt mà anh em chúng tôi tuổi 17, 18 theo tấm gương đó cũng lên đường nhập ngũ vào chiến trường, trưởng thành và lớn lên trong chiến đấu nữa. Một bà mẹ không quản ngại cái tuổi tác của mình, làm một nhiệm vụ hết sức vinh quang, đó là chở vũ khí, chở bộ đội, đưa lá ngụy trang ra để ngụy trang cho tàu, đã gửi lên cho tất cả thanh thiếu niên và tất cả các những con người của trên quê hương của Quảng Bình học tập và làm theo. Bến sông Mẹ Suốt chèo đò năm xưa giờ đã trở thành một di tích lịch sử tiêu biểu ở Quảng Bình trong thời kỳ chống Mỹ, tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn về một người mẹ anh hùng của quê hương. Chính quyền và nhân dân Đồng Hới đã xây dựng nhà bia tưởng niệm Mẹ Suốt ở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh. Trải qua thời gian, bia di tích đã xuống cấp. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Bảo Ninh đang triển khai dự án nâng cấp di tích lịch sử Bến đò Mẹ Suốt. Công trình hoàn thành sẽ là nơi tưởng nhớ, tri ân của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của một người mẹ tiêu biểu trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Công trình cũng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và cũng là một điểm dừng chân tìm hiểu về lịch sử của du khách gần xa khi đến với Bảo Ninh, Đồng Hới. Ngoài nhà bia tưởng niệm đang được duy tu phía làng cát Bảo Ninh, phía bên này sông Nhật Lệ, tượng đài Mẹ Suốt cũng đã được dựng lên uy nghi để tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân của nhân dân Quảng Bình đối với mẹ. Tượng đài Mẹ Suốt được nhà điêu khắc Phan Đình Tiến khởi công thực hiện vào năm 2002. Đến tháng 9 năm 2003, vào dịp kỷ niệm 58 năm Tết độc lập, tượng đài Mẹ Suốt được cắt băng khánh thành. Tường cao 7 mét được làm bằng đá hoa cương Thanh Hóa, đặt cách bến đò xưa khoảng 150 mét. Bức tường khắc họa hình ảnh người mẹ tay cầm chắc mái chèo, đầu ngẩng cao hiên ngang, vai khoác tấm vải dù bay phấp phới. Chân tường một bên thể hiện hình ảnh sóng gió, đàn bom, một bên là hình ảnh bộ đội, dân công, thương binh, thanh niên xung phong mà sinh thời Mẹ Suốt đã đưa sang sông. Mẹ Suốt trở thành cái nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều anh em văn nghệ sĩ của cả nước. Là người sáng tác về điêu khắc thì tôi cũng đóng góp cho quê hương một cái tác phẩm về điêu khắc và khắc họa cái hình tượng Mẹ Suốt, một cái hình tượng người mẹ mà tiêu biểu cho cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Công trình mang lại cái giá trị thẩm mỹ cho cái không gian đô thị của thành phố trẻ Đồng Hới. Cũng mong rằng thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau cũng xem đây là những niềm tự hào đối với quê hương Quảng Bình hai dõi. Hiện nay, tượng đài Mẹ Suốt là nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhân dân thành phố Đồng Hới. Những hoạt động nghệ thuật như thế này giúp cho lớp trẻ mãi nhớ ơn công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước thanh bình. Đây cũng là cách để mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm kích trước một người mẹ bình dị nhưng rất đỗi anh hùng của quê hương Quảng Bình. Với không gian đẹp, hòa quyện giữa sông và phố, khu di tích lịch sử bến đò Mẹ Suốt cũng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách gần xa khi đến với thành phố Đồng Hới. Mọi người đến với di tích để cảm nhận về cuộc đời, nhân phẩm của một người mẹ anh hùng tiêu biểu cho những người mẹ Việt Nam trong bom đạn chiến tranh. Đến để tìm hiểu về một người mẹ đã trở thành biểu tượng của phụ nữ Quảng Bình. Người mẹ đã đi vào thơ ca, nhạc hòa và đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân nước Việt. Không những thế, đến với di tích, mọi người còn được đắm mình trong không gian xinh đẹp, mát mẻ của thành phố trẻ Đồng Hới. Bà Mẹ Suốt là tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và chúng ta vinh danh bà Mẹ Suốt chính là vinh danh cái tinh thần chiến đấu dũng cảm bảo vệ quê hương này. Tôi rất mừng là vừa qua các cấp lãnh đạo của thành phố, của xã Bảo Ninh đã cho tôn tạo lại cái biểu tượng, cái bến đò của Mẹ Suốt. Đây là một cái niềm công việc mà để mà nhớ cái công ơn của cái anh hùng liệt sĩ, và cũng đây là một hình thức giáo dục thế hệ trẻ bây giờ biết hiểu và phát huy cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng đó để cho tất cả mọi du khách, những người yêu thương Quảng Bình, yêu thương Đồng Hới đến đây cho mọi người biết được cái di tích, cái lịch sử, cái truyền thống trong quá trình chống Mỹ mà tiêu biểu đấy là hình ảnh chiếc đò của bà Mẹ Suốt. Đối với những bạn đoàn viên thanh niên ở xã Bảo Ninh, dẫu cùng di tích lịch sử bến đò Mẹ Suốt không còn xa lạ, dẫu thường ngày vẫn qua lại nơi đây, nhưng khi có thời gian để lắng lại với những khúc bít tráng của cuộc đời Mẹ Suốt, tất cả đều cảm thấy xúc động và tự hào. Chính cuộc đời mẹ Suốt đã tạo thêm động lực, niềm tin để mỗi người dân Bảo Ninh hôm nay nỗ lực hơn trong cuộc sống. Đến với cái di tích Bến đò Mẹ Suốt thì bản thân tôi rất là xúc động và tự hào. Và tuổi trẻ chúng tôi sinh ra trong cái thời hòa bình thì phát huy cái truyền thống lịch sử, đặc biệt là phát huy cái tinh thần cách mạng của mẹ Suốt. Thì tuổi trẻ chúng tôi đã mạnh dạn trong cái sản xuất kinh tế, và đặc biệt thì thời gian vừa qua thì đoàn thanh niên xã Bảo Ninh đã triển khai rất là nhiều hoạt động, trong đó thường xuyên quản lý rồi là chăm sóc rồi làm vệ sinh di tích Bến đò Mẹ Suốt để giới thiệu di tích lịch sử Mẹ Suốt đến với khách du lịch trên địa bàn cũng như trong nước và nước ngoài. Đi qua chiến tranh, trải qua những năm tháng khó khăn, Bảo Ninh, quê hương của mẹ Suốt cũng như thành phố Đồng Hới đang chuyển mình trở thành một vùng đất xinh đẹp đầy tiềm năng. Với lợi thế về kinh tế biển và kinh tế du lịch, những dự án lớn được triển khai đã biến Đồng Hới trở thành vùng đất hấp dẫn với du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch khám phá lịch sử, văn hóa, vân vân. Đôi bờ Nhật Lệ đã hiện hữu những quần thể du lịch hiện đại. Đó là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sun Resort Biển Vàng, là hệ thống các khách sạn, nhà hàng, biệt thự sang trọng, là những trung tâm thương mại tiện ích và những bãi biển trải dài hút hồn du khách. Sinh sống trên mảnh đất giàu truyền thống, mỗi người dân Đồng Hới hôm nay đang tiếp nổi khí phách anh hùng và tinh thần vượt khó của các thế hệ cha ông để tiếp tục dựng xây quê hương ngày thêm giàu đẹp.